giọng đứa nào quen dữ vậy trời. Mái tóc lẩm chởm. Ôi. Bên đây chị. Em đi quay. Đúng là sao? Bây giờ hai đứa chưa ai có bộ thì ghê vậy thôi. Thôi nói chung là qua thử thách thứ nhất rồi. À còn thứ thứ hai. Em không nhớ là lần đầu em làm cái gì. Đối với anh này nói rồi, anh chỉ thích là kiểu áp má như thôi. Tại vì từ ghê là xưa anh mập lắm. Ghê là xưa anh mập lắm. Xưa anh mập lắm. Đây là má rất là êm. Mà xưa thì cũng kiểu má cũng phúng phính đó. Hồi xưa là em cũng kiểu, tại vì tầm tuổi trẻ trẻ là má anh cũng kiểu tròn. Xong suốt ngày bị lôi ra nhiều má kiểu. Đúng rồi. Nhưng mà có một cái skinship em nhớ là mỗi lần mà em mới quen ai, không cần biết là người thứ bao nhiêu, nhưng cứ mỗi lần mà mới quen ai là em rất là ngại cái khoản nắm tay. Nghĩa là nắm tay là cứ kiểu như là chạm tay vào nhau là em không thể nào mà em nhìn mặt người ta được luôn. Em sẽ nhìn như thế này này. Xong miệng em cứ cười mà kiểu em cố em gồng em không cười, rồi sợ người ta biết mình sướng. Sợ người ta biết mình sướng. Em dễ sướng gì luôn hả? Sướng là kiểu vui ấy anh. Bạn trai đầu tiên của em là hồi xưa nắm tay không phải là đụng cái nắm tay đâu, mà như là đi xem phim với nhau. Xong rồi kiểu nè. Kiểu ôi tay sao tay em kiểu, sao tay em lạnh thế lạnh. Không, sao tay em nhỏ thế. Không mà nhiều khi không nói hết, ngồi cứ tay bắt đầu đang bốc chung bắp nang, bắp nang bắp nang xong rồi kiểu qua ghế bên này thế xịt bút bốc. Tại là mày muốn vô yếu ra xem phim nha, phim hay quá, trời diễn viên đẹp quá chưa nha. Vì nhớ lúc đầu là xưa là kiểu mình để tay vào đây này, mình đây nè, mà nhiều khi cố tình chạm tay đã, nhưng mà kiểu như là bộ phim 1.5 tiếng, mình để cái tay ở đây nhiều khi tới 1 tiếng sau chị em đụng nữa. Tại vì gần hết bộ phim mình cũng sợ là thế giờ bây giờ đụng vô cái lỡ không cho bớt ra là có chuyện. Lỡ mà bỏ về là có chuyện. Bây giờ không đụng chịu nổi rồi. Giống như cái bước đầu tiên là cái bước mà để xác định xem là người ta có muốn đến với mình ấy. Thế rồi đi bộ. Đi, không biết là cậu có thấy người ta, cậu thấy tay mình ở đây không nha. Xong rồi kìa, không nhìn xích lại chứ nữa. À, đụng đi nè. Các bắt đầu đụng. Sao nếu mà không rụt tay đúng. Thì là ok đúng không? Đúng rồi, để gì là ok nè. Tôi kêu, chị mời nha. Chị mời lấy tinh thần nha. Bây giờ vô. Không biết gì này, đó, để vô đây, dính tay vô rồi nha. Nhưng mà vẫn chưa dám làm đâu. Phải ngồi coi, đây là coi mặt. Không, coi phản ứng đúng rồi, phản ứng. Và cái này là giữa phim. Tới giữa phim, tới cuối phim mới là nắm. Tại sao lúc đó sẽ cảm giác khi tiếc nuối. Vậy là lúc đấy là sắp hết phim rồi, bây giờ không nắm thì không biết bao giờ nắm. Đó, bây giờ tới là khoảng giữa phim 45 phút nè. Bây giờ tới chuẩn bị khúc cao trào. Tiếng rưỡi. Hay là cái gì giật mình nha. À, bây giờ lần đầu tiên là phải xem ma. Đúng, ma kêu. Ôi trời, ma kìa em ơi. Trời ơi, sợ quá đấy. Nắm lại một cái là đấy. Sao không bỏ luôn? Sao bỏ luôn? Không, nắm xong tới cái gì? Bắt đầu giữa vai, tựa vai. Em hay có một cái trò là em để em chắc chắn lại một lần nữa là xem người ta có thực sự muốn nắm tay mình không, là em sẽ vờ giả bộ em bỏ ra. Đúng rồi. Em bốc bắp răng bơi măng, xong rồi để xuống chỗ đấy. Nếu mà nắm lại lần nữa thì em sẽ để cho nắm luôn. Thế là nghiện nhưng mà giả vờ ngại. Anh cũng sẽ có chiêu thứ hai. Ví dụ như em bốc ra xong phải không? Em lạnh không? Em lạnh người, em không lạnh tay. Thì cũng phải dễ dỗi khi hỏi. Em lạnh không? Em lạnh. Thấy người ta không làm gì hết. Ok. Có sao tay anh ấm thế? Tay anh nắm rồi. Sao mà kiểu như vậy? Tay nắm quá ha. Trời, anh thích quá rồi. Ấm ghê gì đó. Ghê quá. Rồi ok, xong. Vậy là xong hai thử thách rồi. Về chỗ đi anh. Ok, về chỗ đi. Mình từ từ thì không được. Không được vội vàng. Các giai đoạn quá. Phải từ từ, tôn trọng nhau xíu nè. Hai bạn sẽ đi hẹn hò cùng nhau theo thích của Chun với những trò chơi cảm giác mạnh. Úi giời ơi. Thế chưa, đã bảo rồi. Nhưng mà không biết được sao. Hôm nay em có thấy là khá tông xuyên tông đấy. Đúng rồi. Quần jean nhưng mà cùng màu mới chịu. Tao thật ra thì hồi xưa giờ mình đi làm có rất là nhiều lần mình trùng rồi. Không, em thấy là anh trùng với các bạn nam khác mình. Các bạn ạ, đây là anh chuẩn bị hai cái áo cùng nhau cho nửa kia mặc. Mà bình thường anh quen ai có hay mặc áo đôi không? Hồi đó có, bây giờ hồi đó thì... là hồi xưa còn trẻ chứ bây giờ mặc áo đôi ra đường bị chụp hình xem đồ chết em ơi. Thật là cũng không có thích mặc áo đôi lắm. Thích là cùng style hay là cùng màu thì thích hơn. Tại sao? Anh thấy kiểu như là cái gì mà đôi dễ xa nhau. Thì là người ta hay nói là không được tặng tiền, bởi vì tặng tiền thì sẽ tiền không vô mà tiền ra. Đúng rồi. Không được tặng ví tiền luôn. Ừ. Nước hoa thì nó sẽ giống mùi hương là bay xa ra. Và nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nhạt đi. Giống mùi hương xịt ra nó nhạt dần.
còn nếu mà tặng giày thì sẽ đi xa nhau. Thế thì anh thấy cứ tặng nhau những nụ hôn là đủ, hôn nhau là đủ. Vừa nãy thì em có nói là thích ga lăng, cho nên là lần này là em thích đi công viên thì anh chiều em đúng không? Đúng rồi, anh chiều em, nhưng mà tại vì anh á không có thích, thế chắc là anh không thích chơi chơi những trò anh đây. Những trò cảm giác mạnh lắm, bởi vì sợ, cũng hơi sợ. Vậy anh không có thích cảm em nhớ là có một lần là đi Hồng Kông là bọn em với cả mấy đứa nữa là chơi tàu lượn siêu tốc các kiểu, anh với cậu anh là đi ngắm chim cánh cụt. Nhưng mà nhưng mà em biết tại sao không? Anh rất cái cảm giác mà mình sắp bị quăng ra xa rất là khó chịu. Thì anh có thể chơi, nhưng mà những cái nào mà mạnh quá thì anh có thể chơi nhé, anh có thể chơi nhé. Có thể, nhưng mà có thể chơi, có thể thôi, để rồi xem. Nên là nó đi xuất tiền đi thôi chứ. Xuất tiền có gì ghê không? Ủa, em đi xuất tiền bao giờ chưa? Cảm giác mạnh. Những cái như trò chơi ba. Ừ, cũng có rồi, kiểu sợ mấy cái... chút thôi, không đến nỗi. Để rồi xem chút là bao nhiêu nhé. nhưng mà đi cũng đi cho biết đi, tại anh thật ra anh đi cái đó cũng hồi nhỏ xíu mà. Tại vì đây bây giờ là chương trình hẹn hò. Đấy, em thì rất là thích chơi những cái cảm giác là chơi tự do chẳng hạn. Không biết là sửa tên có gì ghê không, nhưng mà nếu mà có là anh phải chơi. Anh không, em nói em cứ đừng có tìm những cái cảm giác mạnh này, phải không? Anh phải thử xem cho người ta biết là ví dụ như là anh đi hẹn hò thì anh sẽ gọi là gồng lên để mà thể hiện cho bạn nữ của anh là anh không thể sợ, anh có thể che chở người ta được chứ. Anh thấy á, nếu mà đã là người yêu á, thực ra con trai mà lâu lâu mà sợ như vậy á, con gái thích lắm á, kiểu như là thấy được một cái mặt khác của một người đàn ông đấy, tức là họ sẽ nghĩ là thoải mái, tức là nhìn thấy họ nói là trời anh dễ thương quá, chứ anh chưa có gặp ai phải là nói là trời sao mà anh nhét tới mức độ em khó chịu về cái sự nhét của anh quá. Khó chịu. Bắt đầu đau. Từng người bước lên như là không thể bước đầu gì cả. Bắt đầu đau. Đi đâu vậy nè? Sách này. Chơi. Em khỏe. Thích chơi công viên nhưng phải công nhận là hôm nay trời nóng thật. Nên phải thủ theo rất nóng. Lần đầu tiên đi đây không? Dường như Suối Tiên là lần đầu tiên. Đây này cũng chắc tầm mấy năm rồi chưa đi lại. Nhưng mà em thấy có mấy trò cũng khá mới. Ê, như mưa lâm đâm. Đúng rồi, em thấy có tí nước. Để hơi sợ đó. Nó hơi lắc. Đúng rồi. Anh kia là gì? Cái chỗ biển Tiên Đồng. Công viên nước á. Con nước mình đó. Lâu, công viên này cũng lâu lắm rồi. Từ thời bé tí. Bình thường có ví dụ như là địa điểm hẹn hò bao giờ anh dẫn bạn gái đi công viên? Sợ đây không dẫn, nóng là đông người. Tại vì thật, tức là hồi lúc mà đi công viên thì, tại vì từ lúc anh bắt đầu có bạn gái thì anh cũng có bạn gái hơi trễ. Rồi lúc anh cũng đi làm. Tại sao nó nghiêm? Em có thể nó nghiêm không? Đó, nó phải như vậy đó. Chắc không sao. Em ơi đừng làm sợ em. Nó hơi nghiêm. Tại vì ngồi bên đây. Ừ đúng rồi, cân bằng lại bên này. Tức là cái lúc mà anh có bạn gái là anh coi bạn gái hay trễ. Và anh thế là mấy tuổi là trễ? Là anh lúc đó anh tầm 19-20 mới có người yêu mà. Trễ à? Ừ, trời ơi em mà. Thế bây giờ? Lúc đó là anh cũng đi làm và anh có tiền chút rồi. Một tháng lương lúc đó anh đi làm part time là khoảng 1-2 triệu một tháng. Thế làm gì? Anh học nghề thông tin thì anh làm kiểu về lập trình web rồi với lại làm... Biết lập trình web luôn. Anh học về khoa lập trình mà. Nhưng bây giờ biết làm không? Bây giờ quên hết rồi. Thường là cái vòng quay như thế này chắc là tầm 30 phút thôi. Sẽ đến. Ê, nói nghe nè. Nói chung là anh không dám nói hơi xui mà. Coi phim, hơi thôi, đừng coi phim nữa, đừng nói về phim nữa. Tại sao nó cứ lo, ủa nó lo lửng. Em nhiều khi nó chậm quá, có cảm giác không biết mình có đang bị kẹt không. Cái này mà kẹt rồi thôi. Ồ, mưa lớn rồi. Ồ, thôi chết. Mưa lớn thì lát nữa mình chơi được trời gì để đặt gì. Mưa lớn không lát nữa sợ đây nó dặn. Chị mời chơi đâu. Chắc không sao đâu, không đến mức đấy.
Tôi giấu một tí thôi. Càng lên cao thì sẽ càng giấu hơn thôi. Có bao giờ mà sợ quá kiểu núp vào bạn gái không? Nói chung là thà đi nhanh. Còn đi cái kiểu này nó lên. Thì anh là mấy giây là xong một trò là kết thúc đúng không? Mà cái này là không biết đến bao giờ. Chứ là anh cuộc sống rất tích cực. Nhưng khi chơi những trò này anh sẽ suy nghĩ tiêu cực. Anh đừng nói gì tiêu cực cả để cho em vẫn tích cực đi. Vì bình thường em không có sợ nhưng mà em lại rất là ghét giật mình. Nhưng mà mưa này lát nữa chơi trời. Đó, gió rồi. Em vừa cái đoàn một cái. Gió rồi Trung ơi. chưa lên cao. Mà nó lắc. Thôi rồi. Mình đang ở trên cao đó luôn rồi kìa. Đúng rồi đó. Gió đó. Chưa đến đỉnh. Không sắp đỉnh. Không cảm giác mà vượt dụng qua các cửa sổ mới. Không vừa rất. Nhưng mà cái lần mà chơi, không phải chơi, cái lần mà đi cáp treo là nó không có che chắn đầy đủ kín mít như này đâu. Nó là cửa sổ mở. Vậy thì đã mưa rồi sao? Nhưng mà nó ghê lắm. Nó mỏng, cảm giác nó mỏng hơn cái này nhiều. Mà gió thổi rất là lắc. Cao rồi đấy. Cao. Ai hình như anh có coi Final Destination không? Đúng không? Cái đó là cái anh nói đó. Thôi, thực sự là nó cũng hơi lắm. Ô, mình đã quay được gần một... Em lạnh không Jun? Em lạnh quá nè. Em bị sợ ướt rồi, giờ anh che mưa đi em. Che mưa. Ví dụ như nè, Tiểu ngủ ngủ đi. Đó, xưa là ngủ dậy đúng không? Tiểu nắng thì đâu dậy, anh xin về. Anh cứ để tuột áo ra che hả? Trên ngoài trên xe mà sao mà mưa, thì anh xin như vậy hoài luôn. Tiểu nắng nó đầu đành né đó. Ví dụ như là đây là em là người yêu đi. Rồi trời đang mưa to hơn thế này. Rồi anh che sao? Đang mưa to hả? Tôi ôm hết luôn, hứng hết luôn hả? Thì bây giờ nếu mà mưa hướng nào thì anh sẽ hướng đó. Thì anh ví dụ là tự dưng có một cơn gió to đổi lên anh là như vậy luôn. Đúng, bình thường là vậy mà. Giống trong các bộ phim ngôn tình. Thì ví dụ như thì thường á là đi ở ngoài có cái gì che được thì anh sẽ ưu tiên che chân kia trước. Áo anh này cởi ra luôn. Đồ ta che. Em ơi sao? Nó có nhiều tấp mỡ. Em mình phải tập nó sau muối để lột áo ra cho em yêu chứ. Anh chỉ muốn tập sau muối cho người yêu nhìn thôi. Sợ cái gì đấy? Cái này cái gì đấy? Cái nãy đó, cái mà lên xuống, lên xuống. Ở đây có một cái thôi à. À nó chỉ nhanh thôi, nó không có lột. Ở đây không có cái nào lột vòng vòng. Em là như có thuốc em bám dính luôn em. Bình thường là khi ngủ dù mà xe mà rửa ấy. Nhà này là được. Xong rồi ví dụ là tay. Không cẳng nữa, cẳng cái này còn cẳng nữa. Cẳng nữa. Là dính vậy nè. Điều hết. Nói chung là xe rất là thích, tại vì khi mà đã thích ai thì thích luôn cả cái mùi đấy. Kiểu khi là mùi hơi nách vẫn thấy thơm. Bây giờ anh sợ trò gì mình sẽ chơi trò đó này. Anh hả? Anh không sợ trò gì hết em. Anh không sợ một cái gì em luôn. Em sẽ chọn lại một trò. Cái kia. Đấy, cái mấy cái mà ghế ngồi. Nghĩa là cái này có phải lộn ngược lại không đấy? Không. Cái này anh cả chân đung đưa. Anh không, nó bình thường mà em. Cái này anh không sợ đâu. Bây giờ mình lên chơi luôn. Anh sợ mấy cái kiểu như là cái xích đu hay là mấy cái này nè. Cái anh không sợ đâu. Thì mình không sợ thì mình lên chơi thôi. Không đâu sợ thì mình lên chơi thôi. Không, cái đây không phải cái cam cam nhỏ nhỏ đâu, đấy, cái này này, cái mà to đùng này mà cao này này mà đi một vòng quanh công viên ấy. Mưa rồi chứ mà chứ chưa phạm. Có phải bình thường ví dụ như là mấy lần mà anh chơi trò cảm giác mạnh là anh có nghiệm thần chú không? Có bao giờ đâu mà thấy em không bao giờ luôn hả? Có một trò anh chơi mạnh nhất là cái trò The Mummy ở bên Universal bên Singapore á. Kiểu tắt hôi không thấy gì hết á, là đi giật ngược lên tới ngược luôn á. Sao trời này còn không? Không mà ý là anh rất cảm giác anh bị quăng đi á. Nhưng mà chịu cực kỳ. Anh lao. Là chứ. Ô, bây giờ bắt đầu đấy.
chăn ra đó. Trên kia là đâu? Xong rồi. Ừ, cái mẹo hay á, đạp cái này đỡ nè. Đâu có sợ đâu. Đâu có sợ đâu đúng không? Tao tưởng thì đâu có sợ đâu. Ok. Cũng ba cái trò này. Tưởng thế nào? Dễ mà mọi người. Đi nữa à? Không không không, thôi thôi. Em chưa thấy. Chúng mình cháy nha. Mình nghĩ là không riêng gì mình mà ngay cả nếu là Will, nếu mà gặp một người khác mà không phải hai anh em mình, những cái lúc mà hẹn hò đầu tiên hay là hai người tìm hiểu nhau thì sẽ tự tạo một cái hình tượng riêng cho bản thân mình. Ví dụ như là mình sẽ không có được thoải mái như là ở với bạn bè mình. Mình sẽ có thể là sẽ bén lén hơn này, có thể là sẽ không dám đùa nhiều, tại vì mình thực sự thực chất là mình rất là nhát. Tại vì cũng không biết là họ đùa được ở mức nào nên cũng không có dám thoải mái quá như vậy. Nhưng mà may là hôm nay là anh Will nên là ngày hôm nay mình cũng có những cái trải nghiệm nó rất là vui. Mình thích nhất ở Will điểm là Will trong tất cả những cái thử thách ngày hôm nay thì Will lúc nào cũng sẽ là lady first, ưu tiên bạn gái trước này. Cái gì thì cũng hỏi thăm, hỏi han từng tí một là em có mệt không này, rồi em có muốn uống nước hay là sao không. Những cái quan tâm nhỏ nhặt đấy là những cái mà thường là con gái rất là hay để ý, để xem là chàng trai này là thực sự là một người tinh tế hay không. Trước khi tại vì Will chơi với Jun rồi, Will biết là có một vài tính cách á là mình không thể nào bắt Jun sửa được. Jun sẽ rất dễ giận và hay nóng tính khi mà cái làm Jun không hài lòng và sẽ hơi khó dỗ một tí. Nên là cái đó là thật sự phải là một người đàn ông rất là kiên trì, nhẫn nại và phải chịu khó hy sinh tí thì mới có thể được. Cưới con kia. Mỗi đứa rồi con. Lên nhau đi công viên vườn hoa, tâm sự chuyện đời, xã hội, cuộc đời con người. Mỗi cái trái tim kìa. Đúng rồi, cái tim. Trái tim hồng. Ai nói hẹn hò sướng rồi thấy không? Nóng ngon vất vả chứ.
Không, quan trọng là giờ, địa điểm hẹn. Ngày hôm nay hơi nóng, giờ thời tiết thôi. Check ai bây giờ? Check chương trình mà... thôi. Em về đây bao lâu à? Về đây một năm. Gần nguyên ngày rồi, em có thấy anh có hợp gu em không? Không, không. Sao vậy? Sao hợp gu? Không, tại vì là giống như là ban đầu đã nói, có nghĩa là một khi mà đã đây là riêng em nhé, không biết là mọi người khác thế nào hay anh thế nào, nhưng mà cứ chơi với nhau lúc đầu mà giai đoạn mà tìm hiểu nhau này là chưa xác định được là sẽ là bạn hay là đối tượng. Nhưng mà một khi mà chơi mà đã xác định là anh em hay bạn bè rồi, là cứ có ví dụ cái người đấy quay ra thích em đi, tại có những cái trường hợp như thế rồi, cái người đấy quay ra tỏ tình với em là em sẽ thấy nó rất là kỳ. Có từng một lần là có người quay ra tỏ tình với em xong rồi kiểu là bạn rất là lâu năm rồi. Em kiểu như em né mặt người ta luôn, tại vì em không dám từ chối, sợ người ta buồn, tại vì rất là thân. Kiểu như là một ngày là nên là suốt đời là nên. Đúng rồi, kiểu không thể nào mà có cảm giác nào khác. Tự dưng bạn mình quay ra tỏ tình với mình thấy nó cứ sao ấy, mà sợ bất đạt, nó mà... từ chối. Nhưng mà với em thì một lần, chỉ cần một lần là em đã xác định đây là anh em hay là bạn bè, là không bao giờ mà nó trên mức đấy. Nhưng mà có bao giờ mà em kiểu như là một người đó em đang chơi bình thường một tí, em có tình cảm không? Đấy thì có, nhưng mà nó sẽ là xác định từ đầu là không phải chỉ là bạn bè, chỉ là hiện giờ thì nó như thế thôi, nhưng mà nghĩa là em coi người đấy như là đối tượng, xong em tán dần, nghĩa là có ý định từ đầu rồi, nên là sẽ thấy rất là kỳ. Còn anh thấy thế nào? Anh hả? Đối với anh thì anh cũng đã từng có trường hợp là bạn bè, tức là anh từ đầu em gây mưa nhưng không mà... bạn bè bình thường luôn, không gì hết, chơi với nhau bình thường, nhưng tự nhiên đùng ngày trời phát hiện tự nhiên thích nhau, có cảm giác khác. Anh sẽ là một người rất take care và chăm sóc, nếu như thực sự là coi anh là một người bạn hoặc là một người thân á, anh sẽ take care chăm sóc. Nhưng mà đôi khi cái chuyện mà anh take care chăm sóc nó sẽ hơi đi quá một tí, là con gái hay hiểu lầm mình không take care lắm á, không có đụng chạm, nhưng mà là ý anh là đôi khi bản thân anh nhiều khi anh chăm sóc quá cái lăng quăng, người ta sẽ nghĩ là đặc biệt, và anh cũng thành thói quen á. Chỉ một lúc lâu lâu tự nhiên mình sẽ tự nhiên thấy ủa tại sao mình chăm sóc người nhiều quá, tự nhiên mình muốn chăm sóc người ta và người ta cũng cảm thấy là không yên tâm để ai khác chăm sóc. Đúng để rồi. Là chăm sóc luôn. Ừ hơn luôn, cái người kia thì cũng cảm thấy là anh này chăm sóc cũng được à. Ngày hôm nay anh đã chăm sóc em như thế nào đâu, một tí có một em tí ơi, ở đây thì chúng ta không làm gì được nhiều đúng không? Anh muốn làm gì nhiều là như thế nào? Anh phải ở đâu mình mới làm được gì nhiều? Thế chăm sóc thì thật ra bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi, phải có cái tình huống nào đó thì mình mới ấy được. Thế nào? Ví dụ đi. Cái thì phải cho một cái ví dụ cụ thể nào. Sao ta? Nổ một cái ví dụ ra đây. Tại vì cái mình đi chơi ở ngoài đường không à, thí dụ như đi ăn uống đi. Trong nhà thì anh mới thích em được nhiều hơn à? Nhưng mà khó lắm, phải thử mới biết được. Nhưng mà thôi, sau nửa ngày rồi thì cảm thấy là thôi anh em là tốt rồi. Anh em là được rồi. Nãy giờ mấy khúc mà nắm tay dựa nhau là không có êm lắm. Không ăn lắm. Lấn cấn à? Nó cứ sạn rồi nè. Mát không, thực ra anh nói là hồi trước anh có thích em, nhưng nếu mà anh không làm việc chung với em, anh không xuống với em, chắc lại là anh còn thích. Nhưng làm xong rồi thì... Ok. Kỳ vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái chuyện thích nó cũng còn, nhưng mà nó là kiểu anh em khác. Như là quý hơn. Nghe được. Chứ không phải là kiểu như xưa là nhỏ này đẹp quá, xinh quá, mình phải làm hiểu, tìm hiểu làm quen như thế nào cái gì. Này em có nghe bốc phốt là hồi xưa anh có xăm soi hình bikini của em. Có à? Anh có, em có nghe. Em ơi, không phải. Người đồng nghiệp bốc phốt. Không phải anh xăm soi đâu, cả thế giới em úp lên ai cũng nhìn thấy. Anh còn bảo là em photoshop. Không. Người ta bốc phốt là anh bảo em photoshop mông. Thế tại bây giờ có không? Không. Không à? Không bao giờ. Ví dụ như là tay hay chân thì em còn bóc cho nó to ra vì người em gầy quá, nhưng mà mông thì em để tự nhiên. Nếu mà cái mông tập đấy, cái mông không cong thì em xóa luôn chứ không bóc. Tại vì em biết sao không? Ngày trước á là em á, tối ngày em cứ ướp hình bikini rồi. Ngày nào anh thấy em anh, rồi. Anh phải hiểu là hồi xưa em rất là gầy, xong rồi có một đoạn thời gian mà em béo lên rồi người em đầy đặn lên tí, là em kiểu mà cái lúc đấy mà mình đã cố gắng mình thay đổi rồi, mà ai cũng bảo mình lép thế là mình cũng đẩy hết lép rồi nha. Thế bây giờ ai cũng biết hết lép rồi thì em đẩy lại rồi. Nhưng mà chưa, nhưng mà bây giờ anh tìm lại không có, anh xóa được không? Không, vẫn để đấy. Mà em up nhiều hình còn nó trôi rồi. Tức là anh cũng có tìm. Đấy, thấy chưa, biết hẳn em up rồi. Tại vì thật ra từ anh em làm chung, đôi lúc anh cũng hơi sợ là bản thân anh là một người rất dễ nảy sinh tình cảm. Hôm nay là nói chuyện nhiều hơn mọi khi á. Bình thường là nói chuyện kiểu vui vui thôi chứ không có nói chuyện tâm sự nhiều. Nhưng mà nếu mà Chun là người yêu thì cũng có cái sở thích chung nên là cũng ok. Nhưng mà
chỉ sợ là bắt đầu thích sự mà thích thiệt hay là quen thiệt rồi thì sẽ bị khó nói chuyện với nhau á, cũng hơi khó xử chuyện đó. Một lần nữa, chỉ bởi vì là đã là anh em rồi nên bất kỳ cái cử chỉ mà skinship nào thì mình đều thấy nó, với mình thì là cảm thấy nó khá là sai sai, hơi gượng gạo một tí và cũng không có cái cảm giác gọi là chemistry, là phản ứng hóa học gì cả, mà chỉ cảm thấy là buồn cười, giống như là anh em trong nhà mà cứ phải diễn cảnh ôm ấp nhau, hôn hít nhau, nó cứ sai sai thế nào ấy. Bình thường thì không chỉ với anh em mà thậm chí là bạn thân mà là con gái, mình cũng rất là ít khi có những cái cử chỉ như là nắm tay hay là khoác tay, rất là ít khi skinship.